Đứng top 1 lịch sử Manchester United vì tỷ lệ chiến thắng, đem về danh hiệu ngay mùa đầu tiên dẫn dắt Quỷ Đỏ là những danh xưng mà Ten Hag có thể vỗ ngực tự hào sau 100 trận ông dẫn dắt ông lớn EPL. Thế nhưng nụ cười sẽ tắt ngay khi nhiều thống kê khác nhau xuất hiện để bóc mẽ sự yếu kém của chiến lược gia người Hà Lan. Thậm chí huấn luyện viên 54 tuổi còn lọt top những ông thầy yếu kém nhất từng làm việc tại nhà hát của những giấc mơ, cùng hàng loạt thống kê tồi tệ với giọt nước tràn ly là thất bại phủ phục trước Man City vừa qua. Theo đó, ngay vị trí thứ 6 của Manchester United ở Premier League mùa này đã là một nghịch lý lớn. Rõ ràng với số tiền khổng lồ mà thầy mười khó đã đốt tại thị trường chuyển nhượng, các fan Quỷ Đỏ có quyền chờ đợi đội nhà đua tranh vô địch chứ không phải là cách ngôi đầu của Liverpool đến 21 điểm như hiện tại. Đây là thông tin đáng xấu hổ với đội bóng chủ sở Old Trafford tại mọi thời điểm trong lịch sử. Nhưng điều bi hài là nhiều cổ động viên còn cho rằng thầy trò Erik ten Hag còn chẳng xứng đáng đứng thứ 6. Nguồn cơn của nhận định trên đến ở hiệu số bàn thắng bại âm 2, và đương nhiên đây là cột mốc tệ nhất trong các tập thể tại nhóm dẫn đầu giải đấu. Nguyên nhân của chi tiết ảm đạm trên đến ở hiệu suất làm bàn kém cỏi đến nực cười khi các ông lớn nước Anh mới phá lưới đối thủ này, khi Manchester United mới phá lưới đối thủ 37 lần ở mùa này. Đây là thống kê ngang bằng Luton Town và kém cả Brentford hay là Fulham. Hiểu một cách đơn giản, chỉ có 5 câu lạc bộ tại Premier League ghi ít bàn hơn thầy trò Erik ten Hag và tất cả những đội bóng này đều góp mặt ở nửa dưới của bảng xếp hạng. Quả thật là khó tin, và có lẽ những fan của Manchester United cũng đã chán khi đã đổ lỗi xoay vòng cho những chân sút mà đội bóng chủ Old Trafford sở hữu. Lời phàn nàn lên được dành cho ten Hag khi chiến lược gia 54 tuổi không thể giúp đội nhà chơi tấn công đẹp mắt và khiến những fan trung thành nhất cũng nhiều lần ức chế bởi lối đá rời rạc và thiếu sức sống. Thậm chí tỷ lệ chiến thắng lên đến 60% của Ten Hag trong thời gian dẫn dắt ông lớn nước Anh cũng chẳng khiến ai quan tâm, mặc dù nó cao hơn mọi vị tiền bối của chiến lược gia 54 tuổi. Nguyên nhân là bởi Sir Alex Ferguson cùng các cựu huấn luyện viên Manchester United khác đã dẫn dắt Quỷ Đỏ với số trận lớn hơn, nên các thông số tệ đi một chút cũng là không quá quan trọng. Thay vào đó, những màn thể hiện cho các cuộc đại chiến cùng khả năng giành danh hiệu mới là thứ cổ động viên quan tâm hàng đầu. Ở khía cạnh đầu tiên, Quỷ Đỏ dưới thời của Erik ten Hag là con mồi ưa thích của những đại gia bởi sự lép vế trong hầu hết các hoàn cảnh. Lấy chính derby Manchester vài ngày trước để làm ví dụ, khi suốt 90 phút thì khung thành của Ederson chỉ bị bắn phá có 3 lần. Không đội bóng nào ở ngoại hạng Anh khi gặp thầy trò Pep Guardiola lại dứt điểm ít bằng Quỷ Đỏ. Và cũng chẳng cần là người quá am hiểu chuyên môn cũng dễ dàng nhận ra khoảng cách mênh mông giữa cả hai. Tất nhiên sự bạc nhược trong đại chiến ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng giành danh hiệu của thầy trò Erik ten Hag, và có lẽ chức vô địch Carabao Cup mùa trước là cú lừa khiến tất cả có sự kỳ vọng không đúng thực tế. Phần lớn các đấu trường tham dự dưới sự dẫn dắt của chiến lược gia người Hà Lan, Manchester United đều sớm hụt hơi và không được coi là ứng cử viên vô địch. Minh chứng tệ nhất có lẽ là Champions League mùa này, khi đại diện của EPL chia tay giải đấu với vị trí bét bảng và thậm chí không được chuyển xuống đá Europa League. Mọi chuyện còn ảm đạm hơn tại đấu trường quốc nội, do đội bóng chủ sở Old Trafford không thể chen chân vào cuộc đua danh hiệu bởi các đối thủ hiện đã quá vượt trội cùng đội hình ăn ý và lối đá cống hiến. Quả thật là thất vọng, nhưng điều quan trọng là Erik ten Hag chẳng có bất kỳ lý do gì để giải thích cho thành tích nghèo nàn của mình. Tại nhà hát của những giấc mơ, chiến lược gia Hà Lan có quyền lực tuyệt đối khi đã mạnh tay thanh trừng một huyền thoại của câu lạc bộ là Cristiano Ronaldo. Đến cả bản hợp đồng kỷ lục là Jadon Sancho cũng bị đẩy đi do mâu thuẫn với huấn luyện viên. Và chắc chắn Ten Hag là một trong những chiến lược gia được nuông chiều nhất giải ngoại hạng. Chỉ sau chưa đầy 2 mùa giải làm việc tại xứ sở sương mù, ông thầy sinh năm 1970 đã chi tiêu ngang ngửa nhiệm kỳ của Jurgen Klopp tại Liverpool khi được đáp ứng gần như mọi yêu cầu về mặt chuyển nhượng. Thế nhưng dù là học trò cũ tại Ajax hay là các ngôi sao lần đầu hợp tác với Ten Hag, thì phần lớn trong số họ hiện vẫn đang rất chật vật khẳng định đẳng cấp tại xứ sở sương mù. Thậm chí Antony còn bị coi là hàng thải, và sớm muộn gì MU cũng bán lỗ chân chạy cánh xứ Samba. Rõ ràng ngoài thất bại về mặt chuyên môn, cựu thuyền trưởng của Ajax Amsterdam còn khiến đội bóng chủ quản thâm hụt trên khía cạnh tài chính cùng hàng tá vấn đề nơi hậu trường. Do vậy, xin đừng so sánh huấn luyện viên đương nhiệm của MU với những người tiền nhiệm. Điều đó đơn giản là phi lý khi phiên bản Quỷ Đỏ hiện tại cách rất xa tiêu chuẩn mà nó thuộc về. Tất nhiên với quá nhiều vấn đề như vậy thì rất khó đoán biết được liệu rằng MU còn sa sút thế nào nếu tiếp tục hợp tác cùng Ten Hag. Ngày cuối tuần vừa rồi, chuỗi 143 trận bất bại tại Premier League sau khi dẫn trước trong hiệp 1 đã chấm dứt. Và đâu ai biết rằng
còn bao nhiêu kỷ lục của MU sắp bị xô đổ nữa. Tất cả chỉ cảm nhận rõ một bầu không khí vô định tại nhà hát của những giấc mơ, thì những gì mà thuyền trưởng Huy Đỏ hứa hẹn phần lớn đã không xảy ra. Ông thầy 54 tuổi rõ ràng chỉ nói hay trong phòng họp báo, còn các dấu ấn chiến thuật cùng công tác quản lý nhân sự lại tồn tại quá nhiều bất cập. Thực tại trên khó thay đổi trong thời gian ngắn, và nếu không cẩn thận, đội bóng chủ sở Old Trafford còn đối diện với cơn khủng hoảng không lối ra. Tuy vậy, những sự thất vọng to lớn chưa đồng nghĩa với việc mùa giải của Manchester United đã kết thúc. Đội chủ sở Old Trafford hiện vẫn còn những mục tiêu rất cụ thể tại hai đấu trường là giải Ngoại Anh và FA Cup. Riêng với EPL, việc lọt vào top 4 là bất khả thi do khoảng cách 11 điểm với Aston Villa là quá khó để xóa bỏ trong vòng 11 vòng đấu tới. Do đó, Ten Hag đã chủ động hướng đến mục tiêu dễ dàng hơn là giành vị trí thứ 5 và mong chờ những yếu tố có lợi xuất hiện để giải Ngoại Anh có thêm một suất dự Champions League. Hiểu một cách đơn giản, sân chơi danh giá nhất châu Âu cấp câu lạc bộ sắp tới sẽ tăng số đội bóng tham dự từ 32 lên 36 đội và 4 vé bổ sung sẽ được phân bổ dựa trên 3 con đường. Ở kịch bản quen thuộc nhất, quốc gia nào có tập thể vô địch Champions League sau đây vài tháng sẽ nhận thêm một suất tham dự vào mùa sau. Do vậy, các fan của MU sẽ phải cổ vũ cho Man City cùng Arsenal ở sân chơi châu lục với hy vọng một trong hai đội bóng sẽ giúp tập thể đứng thứ 5 tại EPL được đá C1. Quả thật là trớ trêu và mọi chuyện sẽ căng thẳng hơn khi người hâm mộ biết được hiện một suất bổ sung đã chắc chắn thuộc về Ligue 1 khi họ chiếm lợi thế trên bảng xếp hạng các giải đấu của UEFA. Tất nhiên không có gì đảm bảo rằng Man City sẽ bảo vệ được ngôi vương tại Champions League hay pháo thủ thành London có thể tạo nên kỳ tích tại sân chơi kể trên sau nhiều năm vắng bóng. Do vậy, giải Ngoại hạng Anh có thể chờ đợi kịch bản thứ 3 để có thêm một vé dự C1. Cụ thể, hai liên đoàn thành tích tốt nhất tại 3 đấu trường cúp châu Âu sẽ được phân bổ thêm 2 suất đá chính ở Champions League mùa tới, nhưng đây vẫn là ẩn số chưa được làm rõ. Danh tính các câu lạc bộ hưởng lợi chỉ được tiết lộ trong tương lai, và với việc đội thứ 5 tại Premier League có được dự C1 hay không vẫn là khả năng 50-50. Do vậy, đây là cái đích khả thi nhất với MU lúc này, dù cho khoảng cách 6 điểm với Tottenham cũng rất khó được sàn lấp. Tuy nhiên, đặt giả thuyết mọi yếu tố có lợi đều xuất hiện cùng lúc để đưa Quỷ Đỏ đến với Champions League mùa sau, thì câu hỏi quan trọng nhất vẫn là phải là Ten Hag có nên bị sa thải hay không. Với lịch sử hào hùng, các fan của MU đâu thể hài lòng với chất lượng chơi bóng của đội nhà thời gian hiện tại. Quan trọng hơn, một Quỷ Đỏ yếu ớt trong các trận đại chiến cũng như vô vọng ở những cuộc đua danh hiệu tuyệt đối không phải là hình ảnh mà Sir Jim Ratcliffe cùng bộ sậu muốn thấy nhất. Chỉ tầm một thập kỷ trước, đội chủ sở Old Trafford vẫn còn thống trị bóng đá Anh và vị trí thứ hai của họ đã thất bại. Thế nhưng mọi chuyện đang ngày càng tệ đi, và những thống kê trong clip ngày hôm nay cho thấy Erik ten Hag khó có thể trở thành người hồi sinh sự tôn nghiêm cho đại diện Premier League. Cuộc cách mạng triệt để cần bắt đầu ngay mùa hè tới, cùng thay đổi đầu tiên lên băng ghế chỉ đạo. Erik ten Hag buộc phải ra đi, vì đơn giản 100 trận đấu vừa rồi là khoảng thời gian đủ dài để chiến lược gia 54 tuổi thể hiện bản lĩnh, và kết quả đơn giản là không làm hài lòng kể cả những cổ động viên dễ tình nhất.